Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự Khánh Hòa tối thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nhà trang lan tỏa nhiều gương đảng viên làm dân vật khéo. Nhiều bất cập trong việc bảo hành bàn giao quỹ bảo trì tại chung cư HQC Nhà Trang. Tổ công tác 979 Khánh Hòa bắt qua tang hai đối tượng trộm cắp tại phường Phước Long, thành phố Nhà Trang. Sau đây là nội dung chi tiết đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào sáng nay tại Nhà Trang. Năm 2023, kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tốt. Nhiều sự kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, kỷ niệm Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển, Festival Biển 2023, chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh, các hội nghị xúc tiến hợp tác, kết nối đầu tư, v.v. V. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã bám sát và thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Các hoạt động đối ngoại của tỉnh được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung và phương thức triển khai đã có sự đổi mới phong phú, chủ động thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam từ cánh hòa ra thế giới, thu hút kêu gọi đầu tư, góp phần quan trọng giữ vực ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đã đánh giá cao nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo và các đơn vị trong năm 2023, đồng thời chỉ đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, định hướng giới thiệu cuốn sách, xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên truyền những thành tựu nổi bật về triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển từ Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với kịp thời phản bác các quan điểm tư tưởng sai trái, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị và sở ngành hữu quan trong triển khai nhiệm vụ và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2024. Chiều nay, Ban Nội chính tỉnh ủy, đơn vị trực khối tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 khối thi đua các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Khối thi đua các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy gồm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy với 155 cán bộ công chức người lao động. Năm 2023, khối đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua đạt chất lượng hiệu quả. Các đơn vị trong khối đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chủ động triển khai các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của cơ quan. Khối còn tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền gần 155 triệu đồng, tặng quà, sửa chữa cơ sở vật chất trường học gần 170 triệu đồng ủng hộ xây một căn nhà tình nghĩa cho hộ chính sách khó khăn ở huyện Khánh Sơn với giá trị 120 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị cơ quan đơn vị trong khối thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc theo phương châm hành động của năm 2024 là quản trị điều hành, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác năm 2024 thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức. Hội nghị đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đối với ban nội chính tỉnh ủy, tặng bằng khen đối với ban tuyên giáo tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy. Bầu ban tổ chức tỉnh ủy là đơn vị trường khối năm 2024. Sáng nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến quân chính tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của Trung tướng Trần Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cùng đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, do hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu năm đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn quân khu triển khai toàn diện các nghị quyết, kết luận, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ. Trong đó, chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng thực hiện tốt công tác dân vận, có phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân toàn dân, toàn diện, liên hoàn vững chắc. Lực lượng vũ trang quân khu Nam duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời tình huống không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, đổi mới và có bước đột phá mạnh mẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến tập, cứu hộ cứu nạn, tổ chức và tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả tốt. Phát huy kết quả đạt được năm 2024, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang của khu. Sáng nay, Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank chi nhánh Khánh Hòa tổ chức chương trình ấm tình mùa xuân lần thứ 21 xuân giáp thìn năm 2024 tại quyền Khánh Vĩnh. Để dự có ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình đã trao 200 xuất quà Tết, tổng giá trị 200 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, nghèo đường, người khuyết tật tại huyện Khánh Vĩnh. Số quà Tết trên do ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa tài trợ. Chương trình Ấm tình mùa xuân lần thứ 21 được Sacombank tổ chức tại 51 tỉnh thành trên cả nước với kinh phí 8,5 tỷ đồng. Qua 21 năm triển khai, Sacombank đã dành hơn 94 tỷ đồng, chung tay cùng với các tổ chức trong xã hội chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và mang niềm vui xuân đến các hoàn cảnh thiếu may mắn. Hoạt động này cũng nằm trong chương trình Tết Nhân Ái năm 2024 do Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh phát động triển khai. Dự kiến chương trình sẽ trao 35.000 xuất quà, mỗi xuất trị giá từ 300 đến 1 triệu đồng. Cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội được vui xuân đón Tết Giá Thìn 2024. Cùng trong sáng nay, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tham dự lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã Cầu Bà, huyện Kết Vĩnh. Tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo địa phương đã trao tặng kinh phí 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Cầu Bà. Số kinh phí trên do công ty xăng dầu Phú Khánh tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng biểu dương ghi nhận nghi cử cao đẹp của công ty xăng dầu Phú Khánh đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn có được nơi ở khang trang, giúp ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền cùng đoàn thể huyện Khánh Vĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, sinh kế cho các hộ nghèo, hộ còn nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Cầu Bà cũng đạt nhiều kết quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 12 trên 19 tiêu chí,

Thưa quý vị và các bạn, công tác dân vận của Đảng có vai trò rất quan trọng vì tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, có phần củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của nhân dân với Đảng. Qua tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 55 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới của thành ủy Nha Trang nhiều gương đảng viên đã rất tích cực trong công tác dân vận, luôn thấm nhuận lời dặn của bác, dân vật khéo thì việc gì cũng thành công. Để gây quỹ vì người nghèo và tuyên truyền chống rác thải nhựa, từ tháng 5 năm 2023, đảng viên Chu Thị Phương Nga, Chủ tịch Ủy ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Lương đã đăng ký mô hình chung tay bảo vệ môi trường, thu gom vỏ lon, vỏ chai, giấy vụn, phạm vi thực hiện mô hình là ở các cơ sở tôn giáo, các trường học và các khu dân cư trên địa bàn xã. Sau vài tháng triển khai thí điểm, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và đông đảo người dân. Cái mô hình này thì triển khai trên diện rộng, triển khai tất cả các trường học trên địa bàn và các cơ sở tôn giáo cùng triển khai các cái tuyến đường ở khu dân cư với mục đích là muốn người dân phân loại rác thải từ hộ gia đình thì cái này cũng giảm thiểu được cái rác thải ra môi trường, giảm được cái lượng xe rác hàng ngày phải thu gom rác. Từ thành công của mô hình này, bà Nga tiếp tục đăng ký mô hình, trang bị túi thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân nhằm giảm lượng rác thải các tàu cá thải xuống biển, làm ô nhiễm môi trường. Còn đây là mô hình dân vận khéo, Yêu thương và chia sẻ của đảng viên Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vạn Thắng thực hiện. Để nấu các suất ăn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, bà đã đứng ra vận động và quyên góp. Tùy theo số tiền vận động được mà bà Nhung cùng các đồng nghiệp tổ chức nấu mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, mỗi lần từ 120 đến 150 suất ăn miễn phí cho người nghèo ước tính từ năm 2018 đến nay, mô hình đã nhận được tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Từ số kinh phí đó, mà trọng Phường đã trao hơn 2.500 bữa sáng yêu thương và 11.000 suất nhu yếu phẩm. À, tham mưu cho khối vận xây dựng cái mô hình là à, kết nối trái tim yêu thương và chia sẻ và cái mô hình này đã được là thu hút đông đảo của người dân cũng như là các cá nhân để mà cùng mà chung tay và hỗ trợ ngoài cái bữa ăn sáng là phát bánh mì cho bà con cũng như là bữa cơm trưa nhân ái và bên cạnh đó thì mà với bản thân là đảng viên thì chúng tôi cũng còn là vận động để mà trao phương tiện sinh kế cũng như là tặng những cái thẻ bảo hiểm cho nhân hộ là ốm đau đột xuất và tổ chức những gian hàng không đồng. Trước tình hình các vụ cháy nổ diễn biến phức tạp, công an phường Phước Hòa với 12 đảng viên cũng đã tích cực vận động nhân dân phối hợp thực hiện tốt hai mô hình phòng cháy chữa cháy là tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình này được người dân hưởng ứng, tích cực tham gia tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Mô hình liên gia và mô hình chữa cháy công cộng. Thì ở riêng nhà tôi thì tôi để cho mà đặt đây thì tại vì vấn đề mà cháy nổ hiện nay là rất phức tạp. Là bên hôm nay là thấy là cái mô hình này là thành lập và bà con cũng có rất ủng hộ. Đây chỉ là ba trong số các mô hình tiêu biểu về mô hình dân vận khéo của các đảng viên trên địa bàn thành phố Nha Trang đã thực hiện trong thời gian qua. Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện kết luận 43 của Ban Bí thư, toàn thành phố Nha Trang có 1.064 tập thể, cá nhân, đảng viên đăng ký mô hình dân vận khéo. Các mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Mỗi đảng viên làm công tác dân vận tích cực và hiệu quả chính là đang gần dân, sát dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng và chính là để ý đảng hợp với lòng dân. Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng vận hành dự án nhà chung cư và căn hộ cao cấp trên địa bàn tỉnh Cánh Hòa. Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến làm việc và khảo sát thực địa tại dự án chung cư Napoleon Castle 1 trên địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang tại buổi làm việc ban quản trị chung cư Napoleon Castle 1 cho biết chung cư do công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Cario làm chủ đầu tư hiện có 824 căn nhà trong đó nhiều căn chủ đầu tư đã bàn giao nhưng chưa thu 2% quỹ bảo trì cụ thể là 119 căn tương đương trên 3,4 tỷ đồng đến thời điểm này chủ đầu tư chỉ mới chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản quỹ bảo trì trong khi con số này phải trên 16,4 tỷ đồng điều này gây khó khăn trong quá trình bảo trì thang máy. Ban quản trị cũng kiến nghị đoàn công tác đề nghị sở xây dựng hướng dẫn rõ ràng về việc xác định phần diện tích thuộc sở chung và diện tích thuộc sở riêng, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn thiếu sót để đúng với hồ sơ hoàn công. Công an phường Vĩnh Phước trả kết quả đăng ký cư trú, sở tài nguyên vào môi trường khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân. Đoàn công tác hội đồng nhân dân tỉnh khi nhận những kiến nghị của ban quản trị chung cư, đồng thời đề nghị ban quản trị tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư giải quyết những bất cập trong quá trình quản lý vận hành chung cư, báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thu 2% quỹ bảo trì chung cư cùng một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những dự án cũng nằm trong kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, chung cư HQC Nhà Trang đã và đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Chúng tôi đã từng phản ánh trong nhiều phóng sự trước đây, gây bức xúc trong cư dân liên quan đến trách nhiệm bàn giao quỹ bảo trì, thực hiện nghĩa vụ bảo hành và cấp sổ hồng của chủ đầu tư là công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân, sự chậm trễ kéo dài, thoái thác này của chủ đầu tư dự án đã gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống an sinh của hàng ngàn cư dân đang sinh sống tại đây. Mảng xanh trong phòng ngủ, không phải, đó là tảng mốt xanh khổng lồ. Oái ầm thay lại ở ngay trong phòng ngủ của một gia đình tại chung cư HQC Nha Trang. Dột, nước mưa ngắm vào tường, chống thấm kém xuống cấp là tình cảnh chung của nhiều hộ cư dân đang sinh sống tại đây. Điều đáng nói, theo phản ánh của nhiều hộ dân, họ nhận bàn giao và vào ở từ 3 đến 4 năm, chưa hết thời gian bảo hành công trình, nhưng chủ đầu tư trì khoản thực hiện nghĩa vụ của mình. Những căn hộ ở trên tầng áp mái nó thấm dột xuống rất là nhiều và nền nhà xe của hai tầng xe tầng G và tầng hầm B1 và tầng G nó khi trời mưa thì nó thành những vũng vĩnh nước mà trời khô hanh ấy, thì bụi nó bay lên nó ảnh hưởng rất là nhiều đến an sinh của chung cư khu vực hành lang của các hành lang thơ, của các tầng ấy thì gạch nó bong chóc hết mà yêu cầu chủ đầu tư từ chối là đã hết thời gian bảo hành nhưng theo như các văn bản nghiệm thu của sở xây dựng ấy thì tất cả các hợp đồng đó đều trong thời gian bảo hành 60 tháng của chủ đầu tư phải bảo hành cho chung cư chúng tôi nhiều cư dân xúc ruột không thể phó thác sức khỏe tính mạng của mình trước sự chơi ì trì hoãn bảo hành của chủ đầu tư tự sửa chữa cho xong nhưng cũng không được họ dẫn lời của chủ đầu tư nếu việc sửa chữa làm sai thiết kế ban đầu thì chủ đầu tư không chịu trách nhiệm trong khi nghĩa vụ bảo hành sửa chữa những lỗi hư hỏng hạt mục xuống cấp thì chủ đầu tư lại không thực hiện sự đùng đẩy này tạo ra vòng luẩn quẩn đẩy người dân sống trong cảnh tạm bỡ, nhếch nhác sửa thì không được ở cũng không xong theo ban quản lý chung cư, sau khi ban quản trị tiếp quản chung cư, số tiền bảo trì là 2% giá trị căn hộ của toàn chung cư HQC, khoảng 18 tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm này, chủ đầu tư chỉ mới bàn giao lại hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó có phần chủ đầu tư đang giữ, phần chưa thu được trong cư dân. Với cái tình trạng chung cư hiện giờ nó cũng đang có rất là nhiều hạng mục xuống cấp liên quan đến phòng cháy cháy, liên quan đến thang máy là những hạng mục phải bảo trì gấp thì cái việc này nó dẫn đến cái việc là hiện giờ là ban quản trị là muốn mời thầu và mời các đơn vị bảo quản trị nhưng lại cái nguồn ngân sách nó lại không đủ cho nên là nó dẫn đến cái việc trì trệ, thang máy thì nó cũng thường xuyên hư hỏng hệ thống phòng cháy cháy hiện giờ thì nó cũng đang bị uh, lỗi rất là nhiều nó ảnh hưởng rất là có nguy cơ rất là xấu đến cái, cái gọi là an toàn của bà con cư dân ở đây theo các cái uh, quy định pháp luật liên quan á, các nghị định uh, mới nhất thì uh, chủ đầu tư khi mà không bàn giao á sẽ có cơ chế là ban quản trị có quyền là yêu cầu phía ủy ban nhân tỉnh có cơ chứng chế cưỡng chế tài sản của chủ tư để thi hành cái việc gọi là bàn giao cái quỹ ủy trì cho ban quản trị cũng rất là mong là cơ quan chính quyền ở đây vào cuộc để để gọi là xử lý theo đúng quy định pháp luật theo phản ánh của cư dân chủ đầu tư có 3 vi phạm được sở tài nguyên và môi trường chỉ ra tại văn bản tháng 10 năm 2023 giấy phép xả thải môi trường hết hạn một năm không khắc phục những lỗi xây dựng vẫn đang trong thời gian bảo hành theo biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng tháng 11 năm 2021, công trình hồ sơ duyệt giá bán căn hộ trong kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 1 năm 2019. Mới đây, vào tháng 12 năm 2023, công ty Hoàng Quân có văn bản tiếp tục đùng đẩy trách nhiệm làm giấy phép xả thải cho ban quản trị chung cư nhằm kéo dài chơi ì việc làm sổ hồng cho cư dân. Theo như hợp đồng mua bán căn hộ thì sau khi nhận nhà 18 tháng chúng tôi sẽ được cấp chứng nhận quyền sử căn hộ. Tuy nhiên chúng tôi đã vào ở 7 năm rồi và cư dân thanh toán 95% thì vừa rồi công ty Hoàng Quân có đưa ra thông báo là tạm ứng 5% còn lại để làm sổ. À, nếu như mà chậm trễ thì cư dân sẽ phải tự bỏ ra để làm uh, sổ. Điều đáng nói là 5% này thì trong hợp đồng mua bán chỉ rõ là khi nhận sổ thì mới phải thanh toán, khiến cho cư dân chúng tôi vô cùng bức xúc. Cư dân chung cư HQC Nha Trang mong các sở ban ngành và cấp có thẩm quyền có nhiều biện pháp xử lý quyết liệt hơn, giải quyết dứt điểm những sai phạm của chủ đầu tư, bất cập tồn tại trong nhiều năm qua tại chung cư, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ổn định đời sống dân sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an ninh trật tự, thiếu kiện, vượt cấp. Cuối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội đồng Thẩm định xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh đã tổ chức họp thẩm định xét đề nghị công nhận xã Diên Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã Diên Sơn và Diên Phú, huyện Diên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 sau quá trình nỗ lực triển khai theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cơ quan thường trực chương trình nông thôn mới tỉnh ba xã nêu trên đều đã đạt các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới nông thôn mới nâng cao giai đoạn này trong đó các xã không còn nhà tạm, dột nát, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của người dân xã Duyên Xuân đạt hơn 48,8 triệu đồng một người một năm, xã Duyên Sơn đạt 56,3 triệu đồng một người một năm, xã Diên Phú đạt 57,8 triệu đồng một người một năm. Cả ba xã đều có hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đảm bảo bền vững có thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận việc gáp hoặc tương đương, v.v. V. Sau khi thảo luận, cả 25 trên 25 thành viên dự họp đã báo phiếu thống nhất ba xã này đủ điều kiện để trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận. Sau cuộc họp, Ban điều phối chương trình độc thôn với tỉnh sẽ hoàn tất hồ sơ trên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã Duyên Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và hai xã Duyên Sơn Duyên Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, góp phần đôi Duyên Khánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Hai đối tượng trộm cắp đang trên đường tẩu tán tài sản thì bị lực lượng 979 Công an Khánh Hòa phát hiện bắt quả tang vào rạng sáng nay tại thành phố Nha Trang. Theo đó vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng nay, một tổ công tác 979 Công an tỉnh Khánh Hòa khi tuần tra trên địa bàn phường Phước Long, thành phố Nha Trang phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy ôm theo một cục nóng điều hòa đang di chuyển từ hướng đường Phước Long về hướng đường số 4 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính thấy tổ công tác, đối tượng phía sau nhảy xuống xe bỏ chạy. Tổ công tác đã tạm giữ đối tượng cầm lái là Phạm Hứa Trọng Nghĩa, 36 tuổi, trú tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, cùng tăng vật. Đấu tranh nhanh với Nghĩa, đối tượng khai nhận cùng với đối tượng ngồi sau là Nguyễn Anh Thư, 41 tuổi, trú tại phường Phước Long. Tăng vật trộm cắp được lấy tại một văn phòng làm việc trên đường Thích Quảng Đức, phường Phước Long. Khẩn trương truy xét nhanh, đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Thư chương trình thời sự tối nay của đà phát thanh và truyền hình cánh hòa đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt.